Ngày thi các bạn đi sớm được thi thử thực hành nha. Số 4. Đứng đứng chờ xe số 4 về. Trong thi cũng vậy ha. Bắt đầu thi. Nó kêu xe số 4 là chờ chờ xe số 4 về nha. Em đi ra đi mua nước. Ủa? Chứ chưa kêu tên em mà. Chờ xe số 4 về nha. Trong thi cũng vậy, mình cũng phải chờ xe số 4 về ha. Chứ mình không phải là mình thấy cái xe trống nào mình lên cũng được ha. Hả? Số 4 chạy tới đây cho mát nè. Rồi, em lên. Ngăn đúng không? Lên chạy nè, ôm rộng rộng ra đây. Bắt đầu thi. Ôm rộng ra đây. Thi đạt C03 trả vạch C03. Ôm rộng ra đây ngăn. Đúng rồi. Trong thi cũng vậy ha, từ từ. Mình trong thi á mình ôm rộng phía bên này chỗ chữ U hoặc chữ chữ ớ nha. Đây đây, ôm rộng vô. Chờ xuất phát. Ngay chữ chữ U hoặc chữ ớ. Chữ U hoặc chữ ớ gì cũng được ha. C01 trả vạch. Bình tĩnh nha. Trong này nó hiện điểm thi nhưng mình đừng có chú ý à, đừng chú ý điểm thi, mình cứ cố gắng mình chạy bình tĩnh thôi. À, dừng là em cứ lấy xe em ôm rộng em chạy rộng ra. C04 bắt đầu thi. Rồi, chuẩn bị chạy. C01 trả về. C04 trả về. C01 trả về. Bình tĩnh nha. C03 thi đạt. Đây. Bác, trong thi á, để xe kia ôm rộng ra nha, ôm rộng xe ngay chữ U hoặc chữ ớ nha. Lê Minh Nguyệt, số 1. Có nghĩa là xe mình á, từng thi á, mình cứ chạy rộng ra, chạy rộng để ngay chữ U hoặc chữ ớ nè, chạy vô cho dễ, hiểu không? Xe 02, bắt đầu thi. Xe 02, chạm vạch. Xe 01, thi đạt. Chạm bạch mày lên thì được rồi anh ạ. Được chạm 4 lần. Lê Minh Nguyệt đâu? Có không? Trương Trường Sinh. Nghe kia xuất phát. Đúng các không? Bạn mới vào nha. Xe 04 thi đạt. Đó, thi đạt là xe báo đạt nha các bạn. Các bạn lưu ý nha. Rồi để xe đó. Em đăng ký mấy vòng? Ok đúng không? Xe 01 bắt đầu thi. Xe 01 chạm vạch.